Nếu bạn được sống trong thời đại xưa của kinh thánh, có phải bạn sống dưới thẩm quyền của một vị vua không? Và có nhiều ông vua trong số họ đã tuyên bố rằng họ là Chúa và họ thậm chí xưng mình là hình ảnh của Đức Chúa trời. Nghĩa là họ có thẩm quyền để sai bảo mọi người làm theo trình tự những điều mà họ muốn nó được thực hiện. Vâng, họ là những người phân định điều thiện và điều ác và những vị vua này thường làm tượng chạm cho mình, mà trong tiếng Hebrew được gọi là Salem, nó thường được dịch là thần tượng hoặc là tượng chạm. Nhưng với dân Israel họ không coi những vị vua của mình như là Chúa, thực tế là họ không có bổn phận để tạo nên những hình ảnh của Đức Chúa Trời. Điều này hoàn toàn đúng và nó thực sự đặc biệt, khác thường so với thời đại và văn hóa lúc bấy giờ. Điều này đã được cắm rễ trong niềm tin của dân Israel rằng bạn không thể hạ thấp đứng tạo hóa là Chúa ngang bằng với bất cứ tạo vật nào, nhưng còn một lý do khác nữa, con người không tạo ra hình ảnh của Chúa bởi Chúa đã dựng nên hình ảnh của chính Ngài. Ngài làm điều này khi nào? Chúng ta hãy cùng đến với trang thứ nhất của Kinh Thánh và người đầu tiên mà chúng ta gặp đó là Chúa. Ngài là đấng có thẩm quyền trên toàn bộ tạo vật, Ngài phán và tạo vật vâng lời và Ngài phân định điều này là tốt và không tốt. Nói cách khác, duy Ngài là vua, nhưng điều ngạc nhiên như là một đỉnh điểm trong mọi công việc sáng tạo của Chúa là Ngài dựng nên con người, và Ngài gọi họ là hình ảnh của Đức Chúa Trời. Vì vậy, Ngài ban cho toàn bộ loài người quyền cai trị Chính xác, đó chính là điều Ngài tiếp tục phán. Ngài phán bảo con người hãy làm cho đất phục tùng và cai trị nó. Và vì thế, nhiệm vụ này vốn chỉ thuộc về những vị vua quyền quý. Thì đến đây trong Kinh Thánh, nhiệm vụ này dành cho mọi người. Đây là lời tuyên bố mang tính đột phá trong thời bấy giờ, bởi toàn bộ nhân loại được kêu gọi để quản trị và dự phần trong kế hoạch dành cho nhân loại. Vậy điều này có nghĩa là gì? Chúng ta được cho là sẽ quản trị như thế nào? Vậy bức tranh mà chúng ta nhận được trong sách sáng thế ký là trồng vườn Trồng vườn Vâng, trồng vườn Vậy là họ quản trị trái đất bằng cách canh tác Khai thác toàn bộ tiềm năng nguyên thủy của đất Và sau đó tạo ra nhiều thứ mới mẻ từ đó Như thế họ phát triển nguồn thức ăn cho nhau Vâng, nhưng trong đó cũng bao gồm vì những gia đình phát triển điều mà sau đó thành láng giềng và sau đó họ có thể tạo ra những cộng đồng mở đó con người có thể làm việc và chăm sóc nhau, xây dựng công việc kinh doanh và các thành phố và sẽ mở rộng tới những nơi mới vân vân. Vì thế việc quản trị thực sự là hoạt động hàng ngày trong công việc và sự sáng tạo của chúng ta. Vâng, chúng ta đưa thế giới đến một nơi nào đó, đó chính là nhiệm vụ thánh và thiêng liêng của con người. Điều này nghe thực sự rất tốt và con người đã tạo nên một số điều khá tốt đẹp nhưng chúng ta cũng thường hay tạo ra những thứ gây nên nhiều đau khổ và bất công. Vì vậy, có thể chúng ta không nên thực sự quản trị nữa. Vâng, vì thế Kinh Thánh đã đề cập đến điều này trong sáng thế ký, Chúa ban cho con người một lựa chọn về cách mà họ sẽ quản trị vì thế, liệu họ sẽ sử dụng thẩm quyền của mình vì ích lợi của người khác, điều mà theo định nghĩa của Chúa đó là điều tốt, hay là họ sẽ quay theo hướng khác và tự định nghĩa điều thiện và điều ác theo cách riêng của họ và sử dụng thẩm quyền của mình cho lợi ích cá nhân? Và trong câu chuyện này, họ lựa chọn việc phân định điều thiện và điều ác theo quan điểm riêng của mình. Và vì thế, đó là mô tả của Kinh Thánh về tình trạng của con người. Và đôi khi chúng ta làm được nên những điều tốt đẹp, nhưng thông thường bất chấp những ý định tốt đẹp nhất của mình, chúng ta hành xử một cách ích kỷ và tạo ra tội ác trong thế gian này. Và rồi chúng ta bế tắc như những người quản trị tầm thường làm xáo trộn mọi thứ. Nhưng đó không phải là kết thúc của câu chuyện này. Kinh Thánh tiếp tục và đưa ra một lời tuyên bố rằng tất cả điều đó đã được giải quyết khi Chúa đặt chính mình Ngài trong con người thông qua Chúa Giêsu và Ngài đã bày tỏ cho chúng ta cách mà con người thực sự quản trị ra sao. Vậy nó trông như thế nào? À, Chúa Giêsu đã quản trị bằng sự phục vụ và tìm kiếm điều tốt nhất cho người khác qua việc hạ mình trước họ và yêu thương không chỉ bạn hữu mà còn yêu cả kẻ thù của Ngài. Và đây không phải là cách cai trị đặc trưng và không những Chúa Giêsu đối diện với hậu quả của tất cả tội ác và sự chết do chúng ta tạo ra qua việc làm dối tung những cách thức của việc quản trị. Và Ngài đã nhận lấy điều đó, ý tôi là Ngài để nó giết Ngài. Và vì thế, khi các tác giả tân ước nhìn lại sự sống lại của Chúa Giêsu họ thấy cả một tương lai mới trọn vẹn mở ra cho toàn nhân loại. Chúa Giêsu là con đường mới để trở thành con người. Vâng, đó là lý do vì sao họ gọi Chúa Giêsu là hình ảnh của Đức Chúa Trời hoặc con người mới. Và không những vậy, họ còn tin Chúa Giêsu là nguồn sống và quyền năng thiên thượng bây giờ luôn có thể chữa lành và biến đổi chúng ta trở thành sự sống và sức mạnh của chúng ta. Và điều này thật tuyệt vời, nhưng điều này thực sự giống với điều gì? Thực tế, sứ đồ Phaolô đã nói rằng điều đó giống như mọi người được đầy dẫy sự hiện diện của Chúa Giêsu và tâm thần đầy dẫy tình yêu thương, vui mừng, bình an và nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhù và tiết độ. Ông nói đó là con người mới mà Chúa muốn tạo dựng trong chúng ta. Vì thế mà chúng ta trở thành những người mà trong đó hình ảnh của Đức Chúa Trời được khôi phục. Những người sẽ đưa kế hoạch dành cho nhân loại tiến lên và đó thực sự là cách mà câu chuyện kinh thánh khép lại. Đó là thế giới được phục hồi, nơi mà Chúa ngự trên ngai của Ngài và các tôi tớ Ngài ở quanh Ngài. Nhưng họ thực sự là những người cai trị thế giới mới này, mang nó vào lãnh thổ mới của Chúa Giêsu là đấng chữa lành và là Chúa của họ.